Tạo sinh. Lúc nãy trụ sở điều hành không gian có thông báo có vật thể ngoài hành tinh rơi xuống khu rừng này đó, nhưng mà chưa xác định chỗ thôi. Nè nè, chuyện đó có thật không vậy? Thật hay không thì chưa biết, nhưng mà thật sự đang dự đoán sẽ có đó. Đây là thông tin quốc phòng, không có giỡn đâu. Với tư cách là đội phòng vệ Kasukabe, chúng ta cần phải tìm ra vật thể đó, hiểu không? Vậy trời. Cái đó là vật thể không có thật đúng không vậy? Cậu lằng nhằng quá nha Masao. Xin lỗi. Ở đằng kia có người ngoài hành tinh kìa. Hình như là đến đây để xâm lược trái đất của chúng ta đó. Bắt nó lại đi. Đâu? Đâu? Ở đâu? Nó ở đâu vậy? Đó, ở đằng kia kìa. Ta là vua của người ngoài hành tinh đây. Đúng là sai lầm khi giao cho Shin đóng vai người vũ trụ mà. Mấy bạn đang làm gì vậy? Phải chạy nhanh ra bắt người ngoài vũ trụ mới đúng chứ. Dạ vậy chứ cậu thì làm gì còn hứng thú để chơi nữa. Sao khó khăn quá vậy? Mình đã quá trang rất ấn tượng rồi. Không phải đã nói là cậu chỉ hợp với vai người ngoài hành tinh thôi sao? Âm thanh vừa rồi là tiếng gì vậy? Không lẽ người vũ trụ thiệt sao? Không phải, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà không thể nói là không có được. Đúng là như vậy. Hay để nhân viên kiểm lâm đi trinh sát coi sao nha. Nè, cậu đừng có đi một mình như vậy không tốt đâu. Không thể tin nổi, mọi người cũng đi hết luôn hả? Thì ra là các anh hướng đạo sinh. Các anh thích đi vệ sinh hả? Là hướng đạo sinh đó, đồng phục như vậy. Hình như là hướng đạo sinh thực tập phải không ta? Ý là của cải mặc váy hả? Cậu nhìn sao mà nói mấy người đó là củ cải chứ? Với lại mình cũng đâu thấy là họ đang mặc váy đâu. Không phải là váy mà là hướng đạo xanh. Chào. Nè, các anh đang làm gì vậy? Tham gia bảo vệ môi trường, tụi anh đang thu gom rác. Đúng là thanh niên nghiêm túc nha. Nhìn kỹ đúng là không phải váy. Được rồi, tất cả tập hợp tại địa điểm cắm trại nha. Bé trai này là ai vậy? Đó là... Con là Nohara Shinosuke, 5 tuổi, là thành viên của đội phòng vệ Kasukabe. Xin chào chú. Đội phòng vệ Kasukabe. Dạ, tụi con là đội bảo vệ hòa bình cho trái đất này đó chú. Nào, mọi người cùng đến đây chào hỏi luôn đi. Có chuyện gì vậy? Tụi con đã vất vả rồi. Việc còn lại trong buổi sáng hôm nay là chia nhóm ra. Dựng trại xong là chúng ta hoàn thành chương trình. Còn các bạn đây. Nếu được thì cùng đi chơi với nhóm chú luôn. Ăn vậy cũng được, con cũng từng nghĩ sẽ có ngày được làm thử hướng đậu sinh thì vui biết mấy. Dạ, con cũng mơ ước được làm con trai mặc váy đó chú. Đã nói là hướng đậu sinh mà. Tuổi của tụi con thì chưa vào được đâu, nhưng mà hôm nay là trường hợp đặc biệt đó nha. Các bạn còn lại thì sao đây? Tham gia đi. Dạ. Được, quyết định vậy nha. Đúng là xúc động quá. Tụi con đã trở thành hướng đạo sinh sói con một ngày cùng với các anh chị ở đây. Tụi con nhớ học hỏi nha. Ủa, sao tụi mình lại là sói con chứ? Trong tổ chức hướng đạo sinh từ mẫu giáo cho tới khi mình học hết tiểu học, được gọi là hướng đạo sinh sói con. Lớn lên chút nữa là thiếu sinh, rồi khi được 18 tuổi mới gọi là tráng sinh. Ra là vậy. Hiểu quá ta. Các bạn này sẽ nhập nhóm, ta cứ em hãy hướng dẫn các bạn nhỏ nha. Dạ, hãy giao cho tụi em ạ. Vậy là xong, bây giờ lập nhóm và bắt đầu dựng trại thôi nào. Giải tán. Dạ. Rất vui được gặp các em. Dạ có gì xin anh chị giáo ạ. Vậy thì đi theo anh nha. Dạ. Dạ xin lỗi nhưng mà cho em đi vệ sinh một chút. Cái đó thì tụi anh có làm nhà vệ sinh dã ngoại rồi, em cứ sử dụng nha. Nhà vệ sinh dã ngoại ha anh? Khi đi cắm trại thì lúc nào cũng phải làm nhà vệ sinh hết. Nhìn nó làm sao vậy anh? Em muốn sử dụng thử coi nó làm sao á. Vậy thì mình cùng đi luôn ha. Wow, công nhận nhìn rộng thiệt luôn á. Sau khi đi xong thì dùng đất này để lấp lại nha. Nhưng mà mình ngồi xổm xuống đây hả? Tất nhiên là như vậy rồi. Sao nhìn thấy ghê quá giờ. Coi cái bộ này mà rơi xuống thì chắc sẽ không leo lên được đâu á nha. Không có sâu như vậy đâu. Nhưng mà sao em vẫn thấy sợ quá. Không sao, không có gì đâu mà. Nhìn á, hình như chỗ này hơi rộng một chút thì phải. Sau đó nhìn xuống một chút, chịu hết nổi rồi. Lại nhìn xuống lần nữa con sao? Xin ơi, nhanh lên đi, mình sắp chịu hết nổi rồi nè. Nhanh lên đi Xin ơi.
Nào mấy đứa, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò thiên nhiên cho tới khi mình nghỉ ăn trưa nha. Hả? Trò chơi cô tiên hả? Chơi trò đó ở đây thì không được đâu ấy nha. Nói không phải là trò chơi cô tiên, mà là trò chơi thiên nhiên, có nghĩa là tự nhiên. Vậy mà mình cứu tụng. Mấy đứa về nhóm của mình và tổ chức trò chơi đi. Dạ. Đây là trò chơi ẩn mình trong đất trong trò chơi thiên nhiên. Mình nằm trên mặt đất như vậy, rồi lấp lá lên, chỉ để chừa khuôn mặt lại thôi. Vậy hả? Cả người trở thành đất hết rồi nhìn ngắm khu rừng rồi. Vậy thì em cũng chơi nữa. Hòa mình vào thiên nhiên và thấy những thứ mà bình thường không thể thấy, rồi nghe những âm thanh của thiên nhiên nữa, thú vị lắm đó. Nhưng mà em thấy trò này không có gì đặc biệt hết trơn á. Nếu thích thì sẽ thấy thú vị ngay thôi à. Xin có muốn đến xem chỗ của bạn Masao không? Còn Bo thì sao? Thôi mình sẽ làm như vậy. Bo có vẻ thích thú với trò này quá ha. Masao ơi. Xin ơi, cái trò này đi vui lắm á. Đang chơi trò gì vậy? Đó là trò soi kính hiển vi. Hả? Nhìn cổng chỉ nè, giống như là con đường nhỏ vậy, và có thể nhìn thấy sâu trong hốc cây nữa. Vậy hả? Vậy còn Kazama và Nene đang ở đâu rồi ta? Để mình nhớ coi, hồi nãy mới thấy họ được huấn luyện ở đội phòng vệ Kashikabe và chơi trò gì trò chơi ngụy trang hả? Nó đơn giản là nó giống như trò chơi tìm kho báu đó. Ủa, truy tìm kho báu hả? Em chơi trò đó giỏi lắm. Nhưng mà thật sự không dễ đâu nha. Nào là côn trùng, rồi bụi lùm che khuất nữa. Nếu chúng ta không quan sát kỹ thì sẽ không tìm thấy được đâu đó. Hắn hơi khó thiệt đó nha. Nhưng mà sao hôm nay dở quá vậy ta? Chưa có ai tìm thấy cái gì luôn hả? Dạ chưa. Bình thường thì giờ này đã tìm được 1-2 cái rồi mà. Xin hãy gợi ý đi ạ. Hôm nay là đặc biệt đó nha. Là những vật nhỏ như là con ếch đồ chơi chẳng hạn. Đồ chơi con ếch nhỏ sao? Kiểu như con này hả? Cái đó là ngoài ra còn có chiếc lá làm bằng nhựa nữa. Chiếc lá làm bằng nhựa hả? Đây nè. Và còn cái móc khóa hình hạt dẻ chẳng hạn. Như là móc chìa khóa hình hạt dẻ đây nè. Sao Xin có hết mấy cái đó? Thật ra lúc nãy khi đóng vai người vũ trụ á, mình đã chạy trốn từ đầu này tới đầu kia, nên đã tìm ra nhiều như vậy. Chưa đâu, còn nhiều cái khác nữa đây nè. Bọn mình làm gì sai sao? Một người tìm được hết tất cả các vật nên có thể là ấn tượng. Đâu có, Xin đâu có giỏi vậy. Tham gia hướng đạo sinh rất là vui. Đây là cái gì vậy? Đây được gọi là cái gigo đó. Vậy đang nấu cái gì vậy? Cái này dùng để nấu cơm đó em à. Hả? Như vậy là có thể nấu cơm được hả? Cái này gọi là gigo nấu cơm. Kazama. Hả? Không phải là gigo nấu cơm đâu, mà phải gọi là chú gô cơm đó. Bạn vô hay biết gõ những điều lạ lạ ha. Cứ thấy nó sôi lục bục là tốt rồi. Được rồi, chút xíu nữa là được rồi đó. Được rồi là sao vậy? Lúc đầu thì chúng ta phải cho lửa thật mạnh để cho nhanh sôi cái này. Sau đó thì nhỏ lửa lại để khỏi cháy cơm đó. Hả? Nếu mà đã sôi rồi thì phải tắt lửa đi. Cho dù em bé có đồ thì cũng không được mở nắp ra. Khi đã bắt đầu trào ra thì tắt lửa đi và hầm chút xíu nữa. Lúc đó thì tuyệt đối không được mở nắp ra đó, nghe chưa? Cho dù em bé có đói bụng và khóc òa lên đi nữa thì cũng tuyệt đối không được mở. Bạn làm mình sợ quá à, Bo. Để nấu cơm ngon thì các cậu phải làm như vậy mới được. Đúng rồi, đúng là vậy đó. Vậy là có một bài học rồi nha. Để coi lúc đầu là lửa mạnh nè. Tiếp theo nhỏ vừa vừa. Khi bắt đầu khô nắp thì mình tắt lửa đi. Cho dù em bé có đói đi nữa thì cũng không được mở nắp ra. Lúc đầu thì mạnh nè, sau đó thì nhỏ dừa. Cho dù em bé có đòi đi nữa thì cũng không được mở nắp ra. Cho dù em bé có đòi đi nữa. Mình ra đây chút xíu nha. Xin chạy đi đâu ạ? Được rồi đó, cho gạo vào hết luôn đi. Chú đội trưởng ơi. Nấu cơm như thế nào rồi con? Dạ, cho con mượn điện thoại một chút đi chú. Nếu là gọi về nhà thì chú đã gọi cho mẹ con rồi. Dạ không phải, cho con mượn đi mà chú. Thôi được rồi. Nè. Cảm ơn chú nhiều lắm nha. Dạ alo, nghe đây. Cô Xin hả? Con không có làm phiền các anh hướng đạo sinh đó chứ? Cái gì? Vậy cho nên
Cho dù Hima qua đi có khóc đi nữa thì mẹ cũng không được mở nắp ra đó nha, mẹ hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì thôi, như vậy nha. Hiểu rồi, vậy thì thôi. Nghĩa là sao hả? Nắp là nắp gì chứ? Sau khi ăn xong sẽ làm gì nữa ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu nhập lại và chơi nhiều trò chơi với dây. À, con làm thủ công là số 1 luôn á. Dì nhập toàn đội lại cho nên chắc sẽ làm vật lớn lắm đó. Không có sao đâu, chuyện nhỏ như con thỏ. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm cái bàn ăn đi nha. Em cũng muốn làm thử cái bàn ăn như thế này đó. Thật ra thì cơ bản là việc buộc dây sao cho chắc là được. Em đã từng đọc sách kỹ năng sống rồi cho nên đã biết. Anh hãy chỉ cho bạn Shin đi. Dạ thôi, em cũng biết sách mỹ nhân sống rồi anh ơi, không cần đâu. Không phải là mỹ nhân sống mà là kỹ năng sống. Có thật là cậu biết rồi không? Cứ yên tâm đi, anh cứ giao việc ở đây cho em và Kazama là được rồi. Tụi em làm được thật chứ? Dạ. Nếu có điều gì không hiểu thì cứ hỏi anh thoải mái nha. Dạ. Là cậu lại như vậy đó. Nói không sao mà lại như vậy hả? Đúng là sai lầm khi tin Shin Nosuke mà. Phải buộc thiệt chặt như vậy mới được đó nha Kazama. Bên đó là tôi buộc chứ bộ. Cậu nhìn đây nè, cậu buộc lung tung hết trơn. Còn đứng đó nói nữa. Đâu phải tôi nào, đâu phải tôi. Kazama ơi, tụi mình đã làm được cái bàn rồi đó. Nhìn nè, nhìn nè, nên đây đã làm cái này đó. Được rồi, dùng dây buộc cố định lại là hoàn thành rồi. Taku, hình như nó hơi nghiêng thì phải đó. Hình như vậy ha. Để mình đi lấy cái cưa. Hình như là dưới chân cũng bị lung lay nữa nè. Dùng dây buộc chặt thêm chút nữa đây. Mình sẽ đi lấy dây nha. Dạ. Cách buộc dây của mình không chặt phải không ta? Nè, Shin nè. Đúng là lung lay thiệt đó nha. Xuống đi Shin, mau lên. Nguy hiểm á. Không sao, không sao, không sao đâu. Vậy không sao của cậu làm người khác lo lắng đó, có biết không? Mau xuống đây, mau xuống đây. Lúc này mà cậu còn cười được. Đúng là trên đời này không biết trước được chuyện gì sẽ đến với mình đó nha. Là tại cậu chứ ai nữa. Ê nè, không sao chứ. Con thì bình thường nhưng mà Kazama sợ quá nên đã tè trong quần đời này chú ơi. Không được nói xạo nha. Cũng tại vì cậu không buộc nó cho đàng hoàng á. Bên cậu buộc đó chứ ai mà nói. Trời. Ơi, cố lên, chú tới cứu tụi con liền đây, giữ chặt nha, bám lấy cái gì liền đi, nhanh lên. Kazama ơi, cười nè, cậu nắm lấy mông của mình đi. Nắm nắm cái gì? Hôm nay đúng là muốn sùng máu với cậu luôn, Shin Nosuke. Bữa nay tôi nhìn cậu nhiều lắm rồi nha. Hết chuyện giỡn hay sao mà còn đòi bơi dưới này vậy hả? Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước. Đứng lại, đứng lại. Giỏi, giỏi quá vậy. Xin lỗi đây, Shin Nosuke. Xin lỗi nha. Chưa có thành tâm. Cậu lúc nào cũng vậy, phải dạy cậu một bài học thì mới được. Chú đang làm cái gì ở dưới đó và đội trưởng? Bài huấn luyện dành cho đội phòng vệ Kasukape hôm nay công nhận đa dạng ghê. Tình huống lúc nãy không hề có trong chương trình này đâu nha. Thôi thôi, uống nước cho ấm người đã. Dạ cảm ơn chú nhiều. Đúng rồi, mình đã quyết định rồi, đó là sau này mình và Kazama sẽ cùng nhau tham gia vào hướng đạo sinh nha. Cậu đừng có giỡn nha. Cùng với cậu hả? Làm hướng đạo sinh, ý nghĩa của hướng đạo sinh là gì cậu còn không biết nữa mà. Để làm hướng đạo sinh phải là những người nghiêm chỉnh đàng hoàng, lý la lý lắc như cậu mà được tuyển chọn hay sao? Không, không phải như vậy đâu Kazama. Điều quan trọng nhất để làm một hướng đạo sinh đó là tinh thần mạnh mẽ đó con à. Như tụi con thì cũng có thể có được điều đó, nhưng mà chưa bộc phát hay là còn tiềm ẩn ở đâu đó thôi. Tất nhiên là nghịch ngợm quá thì sẽ không được đâu nha. Tụi con còn nhỏ mà hiếu động quá thì người lớn sẽ vất vả lắm đó, hiểu không? Dạ, tụi con sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Sao mà mình biết ngờ cậu quá Shin Nosuke. Tạm biệt.
Về nhà cẩn thận nha. Lần sau lại đến chơi nha. Dạ. Dạ. Tụi em nhất định sẽ tham gia đội hướng đạo sinh. Vậy là Kazama gia nhập cùng với mình luôn á nha. Lại là giọng điệu đó nữa. Còn với Shinosuke thì không bao giờ nha. Hả? Vậy thì mình sẽ gia nhập đội nữ hướng đạo sinh ha. Không, không có được. Hả? Bị thần lửa tấn công. Kushin ơi, dậy nhanh rồi thay đồ đi con. Có nghe chưa hả Shinosuke? Làm gì lâu vậy, nhanh lên nào. Cái gì vậy? Thằng Shin đội quần của ba hả? Mê mang tới nỗi đội quần lên đầu mà không biết. Em xem thử có phải nó bị sốt không? Đúng rồi đó anh ơi. Em đo nhiệt độ của cô Shin lên tới 38,3 độ lận. Nè nè nè, có thiệt không vậy? Chắc là bị cảm rồi. Đầu chảy mồ hôi quá chừng. Shinosuke, cố lên con. Ráng hết cảm nghe con. Dạ. Thôi ba đi làm đây. Anh đi cẩn thận nha. Bây giờ thì chuẩn bị khăn lạnh để lau. Ủa? Không phải ở đây sao ta? Ơi nóng quá đây à. Hả? Nóng tới mức độ này luôn hả? 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 Nè đi ba, không được. Ra ngoài chơi đi con. Trước hết là dùng khăn lạnh chườm mát cho giảm nhiệt độ cái đã. Quá đã thiệt á. Ngại quá đi à. Thấy thế nào, nước có đủ nóng không? Bà là ai vậy? Ta là ai hả? Ta chính là thần lửa đây. Bốc cháy, bốc cháy, bốc cháy. Trò hề đó không phải là cũ rích rồi sao? Có vậy như đã cũ thiệt rồi. Cơ hội đây rồi. Nóng. Ngươi đã vào đúng chỗ rồi đó cậu bé à. Thịt của ngươi sẽ nướng cực kỳ thơm ngát luôn. Siêu nhân hành động. Shinosuke, cùng nhau chiến đấu thôi nào. Đất, cái tên vô duyên kia không được xen vào. Ta thích sô-cô-la lắm á. Người thích sô-cô-la thì mặc kệ ngươi. Đúng là kẻ nói năng lộn xộn. Hãy xem đi. Nóng quá. Shinosuke, bắt đầu tấn công. Hành động đi. Shoot. Chạy nhanh thôi. Chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Ôi trời, nóng quá, nước sôi hả trời. Quý khách có muốn ăn cà đêm hả? Xin thêm một cây. Cà đêm đó nha. Tôi xin mời. Có ngon không mấy cậu? Còn vị wasabi nữa đó. Thôi khỏi đi. Bánh bao hả? Thay đổi khẩu vị bánh bao ngọt đi ha. Không phải là bánh bao mà là trò chơi ép người đó. Ừ.
thận coi chừng bị chết đó. Nó là con bò cạp lửa đã tu luyện ngàn năm rồi. Muốn chạy trốn hả? Các người không có thoát được đâu. Hãy sử dụng cái thuyền buồm kia chạy trốn thôi. Tận dụng sức gió để mà chạy trốn. Hãy đợi đấy. Bắt bông tôi đây nè. Ngươi dám? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Vỗ mông nè. Tem tem. Wow. Tem tem. Ủa, hết hơi rồi kìa. Chắc là vậy đó. Xe hơi đẳng cấp đây, nó có thể giữ lạnh trong 5 tiếng đó. Nếu ngồi lên xe này sẽ mát lạnh đến nỗi đông cứng luôn. Lạnh quá. Mát lạnh như thế mà lại không chịu. Nếu vậy thì hãy thử sức nóng của xe đi. Nóng quá. Vũ khí mới của các nhà khoa học nghiên cứu đã thành công rồi. Bé Mimi, hãy mau chụp lấy. Có được vũ khí tối tân rồi. Bây giờ siêu nhân hành động. Nhiệt độ đã hạ xuống rồi đó. Cô Shin đã cố gắng rồi ha. Với lại nhờ ba đã mua kem về cho con đó.